Hai Thúy chào đại gia đình của kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà mình cái cách chọn bưởi ha. Thì mình mua bưởi nhiều khi rất là dễ bị lầm cả nhà, tại vì nó có cái lớp vỏ mình đâu có thể nào mình nhìn xuyên bên trong được đâu. Nhưng mà có cái cách để mà mình chọn ha. Hôm nay Thúy sẽ chia sẻ với cả nhà mình để khi mà mình đi mua bưởi thì không có bị non ha. Nó sẽ già nè, nó đúng dốc và nó sẽ rất là ngọt luôn. Thì và với cái cách gọt nữa nha cả nhà. Tại vì riêng bản thân Thúy nè, bưởi thì ăn rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà nhiều khi mình mua về cái mình rất lười gọt cả nhà. Mình coi như là mỗi lần gọt thì nó rất là lâu. Cho nên hôm nay Thúy có một cái cách gọt bưởi rất là nhanh luôn ha, rất là đơn giản và rất là nhanh luôn. Và nhìn trông rất là đẹp mắt nữa. Đó, bây giờ Thúy chia sẻ với cả nhà mình ha. Thì trước hết thì mình Thúy chia sẻ cái cách chọn bưởi ha. Thì mình chọn bưởi mình nên chọn là cái da của nó cả nhà. Bưởi thì có rất nhiều loại, như chẳng hạn như bưởi da xanh thì cái da nó rất là xanh ha. Nhưng mà cả nhà mình nhìn kỹ thì nó sẽ vẫn cũng có cái lớp hơi ngà ngà nha. Cái này là bưởi Thúy, cái bưởi Thúy đang cầm trên tay là bưởi bưởi lông chứ không phải là bưởi da xanh. Nhưng mà ý Thúy muốn chia sẻ với cả nhà mình là khi mình chọn bưởi á, là mình chọn thứ nhất là cái trái bưởi thật là nặng. Mình cầm lên nó phải nặng nha. Nó nặng, rất là nặng luôn, là trái bưởi đó nó đã già mà nó mọng nước nữa. Và ở trên cái cuốn nè, cả nhà mua đừng có để coi như cái cuốn mà mô cao là mình đừng có mua nha, là trái bưởi chưa già nha. Giờ mình lật ngược cái trái bưởi lên nè cả nhà. Đó, phần dưới của nó nè, là nó phải hởm hởm vô như vậy nè. Và mình lấy cái tay mình bấm nhẹ vô nè, là nó giống như nó có cái độ thủng vô á cả nhà, nó mềm á, là nó hủng vô á, là trái bưởi rất rất là già nha cả nhà. Đó là nó đến dốc rồi đó, là trái bưởi đó nó rất là ngon, rất là mọng nước luôn. Trên cái cuốn á, mình đừng mấy cái trái mà nó mô lên cao á, là mấy cái trái nó chưa già nha cả nhà. Và cái da nó hơi như vậy nè. Đó. Rồi bây giờ Thúy chia sẻ cái cách gọt ha. Giống như cái cách gọt từ hồi xưa đến giờ á, thì thường thường á mình hay đó, mình rọc rọc xuống vậy nè, rồi mình lột đúng không cả nhà? Rồi mình phải lột luôn cái lớp, mình lột lớp ngoài xong rồi mình sẽ lột cái lớp bên trong nó rất là lâu. Còn hoặc là mình cắt theo cái kiểu sắn ốc thì mình cũng phải lột cái lớp bên trong nữa, nó rất là lâu luôn. Cho nên thí dụ bây giờ chẳng hạn như mà mình lười đi, mình mua về mà mình muốn ăn trái bưởi quá chừng luôn, mà giờ hơi gọt thì nó rất là lâu, mất thời gian nữa. Cho nên là mình bây giờ thì chia sẻ cái cách gọt rất là nhanh ha. Chứ mà nếu mà hoặc là thí dụ mình đãi khách đi, ví dụ như giờ khách tới nhà cái mình ngồi mình gọt trái bưởi nó rất là lâu luôn, nó mất thời gian coi như là cũng lâu đó ha. Cho nên là hôm nay Thúy chia sẻ chẳng những là mình ăn ở nhà hoặc là mình muốn đãi khách hay là gì đó mà mình muốn làm cho nhân không có mất thời gian nhiều á, thì mình gọt theo cách của Thúy ha. Đó, cắt như vậy nè. Tại Thúy cắt từ từ cho cả nhà xem thôi, chứ nếu mà mình đó, cắt nhà mình cứ cắt hai con dao ở trên cái cuốn rồi ra ở sau một cái là coi như là nó đều như vậy là được rồi cả nhà. Nó vừa vô tới trong thịt đó, như vậy nè. Để chút xíu mình dễ tách muối á. Đó, cả nhà thấy không? Cái trái bưởi nó già thì chính giữa nó sẽ hủng như vậy nha cả nhà. Còn nếu mà mình khui trái bưởi ra mình thấy nó còn dính y nguyên ở bên trong á, là trái bưởi nó chưa có đến dốc nha cả nhà, thì nó mình ăn nó không được ngon, nó không ngọt nha cả nhà. Cái trái bưởi này Thúy lựa rất là ngon luôn á, nó mọng nước luôn á cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Mình cắt một đường như vậy rồi cái mình bẻ mạnh ra nè. Thì với cái cách này á thì mình bóc ra rất rất là nhanh luôn. Đó, bây giờ Thúy bóc cho cả nhà xem nha. Mình cứ tách ra như vậy thôi. Mình lấy hột ra thì mình lấy, còn mình lấy hột ra thì mình tới chừng mình ăn mình nhìn như là bưởi không hột, còn mình muốn không thèm lấy hột thì để nguyên. Đó, cả nhà thấy không? Mình tách ra như vậy nè. Nó không có dính cái lớp màng mỏng ở bên trong. Rất là lẹ luôn á. Mà đặc biệt một cái là cái vấn đề là Thúy chia sẻ ha, là mình cắt cái kiểu này là không bao giờ mà bị nhẫn nha cả nhà. Tại vì mình đã gọt hai cái đầu rồi mình tách ra chứ đâu có cái dính cái lớp vỏ bên ngoài gì đâu. Mình chỉ bật ra là như vậy thôi. Đó. Còn cái lớp bằng mỏng mình xé ra như vậy. Còn nếu mình không xé thì mình lấy con dao á, mình gạch ở trên một cái là coi như là mình tách ra toàn bộ nè. Cả nhà thấy không? Bưởi này ăn rất là tốt cho sức khỏe nha cả nhà. Cho nên hôm nay á, tại vì riêng bản thân Thúy á, thì mỗi lần gọt bưởi ăn á, Thúy lười lắm luôn á. Cho nên Thúy đã biết cái cách này nè, và Thúy đã áp dụng rất là lâu rồi, mà đến hôm nay Thúy ăn bưởi Thúy mới nhớ nè. Cho nên Thúy chia sẻ với cả nhà mình, để cả nhà mình á, coi như là cô chú anh chị em và các bạn á, bưởi thì ăn rất là tốt cho sức khỏe, nên mình mua bưởi ăn đi ha. Và với cái cách này mình gọt á, mình không có ngán nữa. Và hơn nữa Thúy chia sẻ cái cách mà mình chọn bưởi ha.
thì mình không có bị lầm nữa nè, không có mua trúng bưởi non. Nhiều khi mình muốn ăn bưởi mà mua lỡ trúng cái bưởi non về rất là tiếc, rất là uổng tiền và mình ăn nó không có ngon nữa cả nhà. Nhiều khi công tình mình đi chợ mình lựa một trái bưởi hoặc là mình mua nhiều đi mà về lỡ hả nó bị non hoặc là nó không có mọng nước, nó không có già trái bưởi, mình ăn nó không có ngon gì hết trơn cả nhà. Mà một khi trái bưởi mà bị non rồi là không có cách nào mình ăn nổi hết á, nó rất là chua và nó nhẫn nhẫn nữa, nó không có ngon cả nhà. Đó nè cả nhà nhìn nè, trái bưởi thì mua nè, không rất là mọng nước luôn coi như nè, đó cái muối cái tép của nó trong bóng luôn á. Mà tại vì cả nhà biết sao không, mình tách cái loại này bưởi long cho nên là nó cái muối nó hơi mềm nha cả nhà, thì mình tách đó, nó có vẻ là giống như nó bị hơi nó dính cái tay mình nước á, chứ thật sự là nếu mà bưởi da xanh á là mình bóc rất là dễ luôn và nó khô ráo, nó không có bị ướt. Cái này tại quá mọng nước luôn á cho nên là rất là ngon đó. Thì tách xong rồi nè cả nhà đó, thì mời cả nhà dùng bưởi với thấy ha. Đó trông rất là đẹp mắt đúng không, rất là đơn giản nữa. Thầy thấy chia sẻ cái video mà cái cách chọn bưởi như thế nào để biết bưởi ngon nè, bưởi già nè, và cái cách gọt bưởi rất là đơn giản. Coi như là hôm nay thấy chia sẻ với cả nhà mình ha. Thì dừng video đây, nếu thấy video hữu ích thì nhớ tặng thấy cả nhà tặng thấy một like nha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thủy làm những video tiếp theo hay hơn. Thúy bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau.